đất là nhớt, bụi bặm đồ họ đổ rác, thành ra là trừ mà quận nó cho làm vẽ cái bức tranh đây là nhìn rất là mát mắt, rất là đẹp, mà lại còn sạch sẽ, bảo vệ môi trường nữa, toàn những hình ảnh là cho người dân hiểu được là bảo vệ môi trường. Chủ đề của các bức tranh là liên quan đến công tác môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa, và nó cũng liên quan đến việc là tuyên truyền về biển đảo của Việt Nam. Thì đối với phường Tâm Thuận là một phường giáp ranh với biên giới biển, nên chúng tôi chọn những cái nội dung liên quan đến vấn đề biển và vấn đề bảo vệ tổ quốc. Những cái mảng tranh tường này khi mà các bạn đã hoàn thiện xong, nó là một cái địa điểm mà trở thành một cái địa điểm check-in đối với người dân, đối với du khách trên địa bàn thành phố, và nó cũng trở thành một cái địa điểm rất là đẹp. Và từ đó thì người dân sẽ thấy là bảo vệ, nên bảo vệ những cái địa điểm như vậy và tránh cái tình trạng mà vứt rác sai quy định tại những cái địa điểm mà đã có những cái bức tranh bích họa như vậy.